Khiếp thật sự, quần áo chạy bộ tại sao có những bộ vài củ, có những bộ lên tới vài chục củ cơ à? Hôm trước mình có làm video để nói về những bộ quần áo Aeroswift. Nhiều anh em tưởng rằng những bộ đó giá đã cao rồi, nhưng thực ra còn có những bộ giá còn cao hơn rất nhiều như thế nữa. Tại sao những bộ quần áo này lại có giá cao như vậy nhỉ? Liệu chất liệu nó có khác biệt gì hay không? Đây là câu hỏi rất nhiều anh em khách hàng cũng thắc mắc với mình như vậy. Khác biệt về chất liệu ư? Chắc cũng là một phần thôi, nhưng chủ yếu là do những bộ quần áo này được thiết kế riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp, gọi tắt là dòng quần áo Pro Elite. Thông thường những bộ quần áo này sẽ không chào bán một cách thương mại mà anh em phải mua thông qua các reseller. Và quan trọng nhất đó chính là độ hiếm của từng set đồ, nên không phải ai cũng có thể sở hữu được. Giá của từng bộ đồ cũng sẽ dao động giá khác nhau tùy thời điểm. Có những bộ quần áo từ năm 2016, 2018 nhưng bây giờ giá vẫn được chào bán rất là cao. Đơn giản là có nhiều runner vẫn đang tìm kiếm những set đồ như vậy. Là một người đam mê chạy bộ và sưu tầm quần áo Pro Elite thì mình cũng phục vụ một số set đồ sẵn nha anh em. Anh em cần tư vấn thêm về size và giá thì anh em có thể liên hệ mình nhé.